Cường xin chào cả nhà luôn nha. Hôm nay Cường tiếp tục đi săn ong nữa cả nhà ơi. Hôm nay Cường đi chung với chú Cường cả nhà. Thì tới đây hai chú cháu mới phát hiện ra tổ ong nha cả nhà. Tổ ong này đống cây này hơi bị chua ăn cả nhà ơi. Giờ này thì cũng tầm 11 giờ trưa, 12 giờ trưa nha cả nhà. Đống cây nhỏ mà có điều mà nó gai quá cả nhà ơi. Nè, cây bằng gai cho đó. Hấu ong nè. Nè cả nhà thấy không? Đó thì nãy Cường cũng có hỏi bác chủ nhà gọi chân nha cả nhà. Qua đây trang bị đồ nghề qua bắt nha cả nhà. Tổ ong này đóng cũng khu vực cũng gần nhà nha cả nhà. Thì cái tổ ong này nó đóng nhánh thì hiu cho nên Cường lên Cường làm nó có sơ sót gì có anh em bỏ qua cho Cường nha. Rồi giờ Cường mời cả nhà cùng đồng hành cùng Cường nha. Cây này leo hơi lâu nha cả nhà, gai dữ lắm nha. Giờ không có bao tay nó biết sao giờ, lên từ từ luôn nha cả nhà. Cường mới vừa leo xong lần cả nhà ơi, không được cả nhà ơi, tuột. Cường mang dép vô lên vô nha cả nhà, đặng leo dễ cả nhà ơi. Nãy giờ leo cây này chảy máu mà chảy ba cái ấy ra trơn cả nhà, chạy banh nó trơn rồi. Cho nên Cường mang dép Cường leo lên nha. Cây cao lắm nha cả nhà. Cao lắm tới tổ ong mà giờ không có đồ nghề gì hết trơn á. Chơi luôn nha cả nhà. Theo cái nửa cây mệt, mệt dữ trời. Mà nó dép nó khó leo nha cả nhà. Nay còn không có đem đinh gì theo chứ. Ui da, đau dữ trời. Ôi mệt, mệt cái trâu chay hãm vậy trời. Quá trời cây này luôn. Trời ơi trời nó mệt anh em ơi. Không tưởng tượng nổi luôn. Không có bao tay bao viết gì hết trơn á. Trong đây trong đồng trong xá nè, không có mua được luôn nữa. Mang đôi dép leo luôn. Ôi trời. Bắt đầu cảm thấy phê phê rồi đó. Bây giờ ây da,
Ôi, trời nó mệt. Quá mệt luôn. Thôi không nổi luôn cả nhà ơi. Ruột của bà khỉ vậy. Biết của ông luôn. Bự cho bá lửa luôn nha cả nhà. Quá trời bự. Nó quýnh rồi cả nhà ơi. Quýnh quá trời luôn. Quá trời. Trời ơi, nó thấy được không vậy? Thấy vô không rồi anh em ơi. Thấy mụ nổi luôn rồi. Sao nó dữ vậy? Chết rồi. Hả? Nó hung quá chú ơi. Con này hung quá trời rồi. Hai chân cuộn vào banh hết trơn rồi anh em. Ủa thấy vô không à? Ghê quá. Đừng quýnh con nữa mấy ông ơi. Đau quá trời vậy. Này Cường phải bắt buộc nghe cả nhà. Anh em xem cũng không cảm với Cường nha. Lửa phải có lửa có khói mới được. Nó bay sáng với Cường không à. Không quay cục mặt luôn. Chỗ này cái đi cả nhà ơi. Ghê quá.
Thấy tay như vậy. Gặp một lỗ nữa của nó. Một cái nhánh chỗ này. Nâng cái nhánh lên đó nha. Chứ giờ ra nó cúp rồi. Mặt ngoài làm thì lễ ngoài là mà cắt chưa được nữa nha cả nhà. Nhánh này hiu lắm, hiu mà. Dạ. Còn quăng cái đuốc này không đủ đuốc luôn. Ôi dạ. Này chắc phải mồi thêm cái sư dừa lên nữa rồi cả nhà ơi. Còn phải mồi thêm cái sư dừa lên nữa. Chịu không nổi nó rồi. Cái này mà nó đúng rồi. Quá mệt. Thầy đút này. Dạ. Ông nằm lúc mà ngoài á. Nhánh đung đưa luôn cả nhà thấy không? Cái nhà thấy cục mặt nữa nè. Thôi thì dung luôn cái nhà ơi. Không biết là bao nhiêu luôn nha. Nhánh hiu quá cho nên cần làm. Nhanh ngọn lẹ nha anh em. Quá nhánh quá hiu luôn. Chúng ta chân nhanh chân.
cũng quán của ông luôn mà trời. Cho vô hai bịch luôn nha cả nhà. Hai bịch cho nó an toàn. Qua mẹ gần lò gụ nghe cả nhà. Cho nên là nó làm như cái kiểu như là nó không có bị xay khối luôn hay sao. Mặt nước không. Quay học nó có không thấy cái nhà cũng không cảm Cường nha. Đi xuống anh em ơi. Quá trời cũng mệt luôn. Dữ thần luôn rồi. Ôi da. Quá trời quá đất. Ôi da. Bạn này có 4 lít nha cả nhà. Hàng khủng nha anh em. Anh em coi nè. Ôi trời. Nó phê. Nó phê mà nó đã cả nhà ơi. Phê hơn chứ phê nữa. Dữ lắm rồi cả nhà ơi. Anh em ơi, anh em. Bốn lít rồi. Quá đã cả nhà ơi. Cho vô bên lô cái nha. Vô bên lô cái nhà ơi. Vô bên lô đi xuống. Chỉ để sắp xuống cỏ nó gạch gạch hết. Video quá dài luôn rồi. Cây này đã hiu quá nha cả nhà. Cái hút này lại mới được. Giờ gỡ dây ra nè. Gỡ dây ra đang đi xuống nha cả nhà. Lúc nãy còn leo lên còn nói cả nhà nói chuyện không nổi luôn rồi. Nãy lúc mà cần leo lên nữa mệt á, với lại nó căng thẳng á, nói chuyện không được luôn mà. Quýnh này, đậu nó quýnh này anh em ơi. Giờ đi xuống không biết sao xuống nữa nè. Xuống tuột xuống chắc banh hết quá. Rồi xác định luôn. Banh thiệt. Dạ, ấy da, ấy da. Ây da. Chú Giang kêu chú đi vô chú ơi, nó
nó hung quá, nó quýnh con quá trời luôn. Bu con quá trời luôn. Để con xuống con đốt con đuốc cái này được. Hay da. Leo cây này về mòn hai cái trứng luôn chú ơi. Mòn hai cái trứng luôn. Hai cái. Banh hết trơn. Còn cái gì nữa đâu. Cú da. Cú da. Cú da. Còn cái gì nữa đâu anh em ơi. Còn cái gì nữa đâu. Banh chành hết trơn. Banh hết trơn à. Được nè. Thôi banh hết trơn chú ơi. Chết con luôn à. Thôi ơi trời nó mệt. Đây cả nhà ơi. Thôi bây giờ cùng kết thúc clip tại đây nghe cả nhà. Ừ. Thôi giờ Cường cũng xin kết thúc clip tại đây cả nhà, quýnh Cường quá rồi cả nhà ơi. Thôi giờ bye bye cả nhà nha, hẹn nhà những clip tiếp theo Cường nha. Bye bye cả nhà cái chú ơi. Rồi bye cả nhà luôn. Quýnh quá rồi, bánh ở chân.